Okay. Hello, xin mời nhóm mình xem live nha. Okay. Hello, xin mời nhóm mình xem live nha. Okay. Bây giờ mình đi câu này nha. I love your bracelet. Bracelet. I love your bracelet. Có nghĩa là tôi thích cái vòng tay của bạn á. And when did you get it? Và bạn mua nó hồi nào vậy? Okay. I love your bracelet. Bracelet. I love your bracelet. And when did you get it? Mình thích cái vòng tay của bạn á, bạn mua nó hồi nào vậy? Okay. I love your bracelet. Bracelet. And when did you get it? Okay. Chữ này là chữ I. Chữ này là love. Chữ này là chữ ơ nè. Cái chữ L á, mình gắn với chữ ơ là chữ lơ. Và mình gắn cái chữ V vào là love your bracelet. Chữ này là chữ U, mình không có chua môi. Cái chữ D mình gắn vào là chữ your. Sau đó mình cong lưỡi chữ R là your. I love your bracelet. Chữ này á là A. Chữ O với chữ T là chữ ợt ha. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn mình sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là A, ợt, A, ợt. Và cái chữ R của mình chưa cái môi ra, Ray. Và mình gắn cái chữ B vào là Bra, Bray, Bray. Mình gắn cái chữ S sẽ đọc là Brace. Và mình gắn cái chữ L vào là Lật. Có nghĩa là Bracelet, Bracelet. I love your bracelet. Mình rất là thích cái vòng tay của bạn. I love your bracelet. When did you get it? Bạn bạn mua nó hồi nào rồi? Cái chữ E với chữ N là chữ N ha. E, N, N. Tiếng Việt mà mình ghép vần vô được thì mình cứ ghép thẳng vào. Chữ W mình gắn vào là chữ quán. Did you get it? Chữ này là chữ Y nè. Cái chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh mình gắn vào. Chill. Và mình gắn cái chữ D tiếng Anh này nữa vào. Did. Chữ này là chữ U mình chu cái môi ra. Chữ giờ cái mình gắn vào chữ U. Một hồi á mình sẽ luyến cái hơi chữ đờ á, mình gắn vào chữ U luôn. When did you? When did you get it? Bạn bạn mua nó hồi nào vậy? Chữ E với chữ T là chữ S. Chữ G á mình gắn vào là chữ get. Chữ này là chữ E, mình gắn cái chữ T là S. Cái chữ T á mình giữ lại, mình đá lưỡi lên vòm trên ha. Giống như là khi các bạn nói chữ ít nhiều á, hoặc là chữ mệt á. Okay, get it. Và cái chữ T này nè, mình luyến qua chữ Y thành chữ D tiếng Việt rất rất là nhẹ luôn ha. Okay, I love your bracelet. I love your bracelet. And when did you get it? Mình rất là thích cái vòng tay của bạn luôn. Và bạn mua nó hồi nào vậy? I love your bracelet. And when did you get it? Okay, rồi. Bây giờ mình lướt cái này nha. I got it a while ago. Mình mua nó cũng được một lâu rồi. Okay. Cũng được một thời gian rồi. Okay. I got it a while ago. Okay. Hello man. Rồi. But I haven't worn it much. Nhưng mà mình không có mang thường. Okay. You really like it. Bạn bạn thích nó lắm hả? Okay. You really like it. And I haven't worn it much. And I got it a while ago. Okay. Chữ này là I. Chữ A hai chấm là chữ O. Mình gắn với chữ T là chữ Ot. O to Ot. Tiếng Việt mà mình ghép vần vô được cái là mình cứ ghép thẳng vào luôn. Cái chữ G mình gắn vào là chữ God. I got. Chữ này chữ Y. Và cái chữ T á, mình đá lưỡi lên vòm trên it. Và mình sẽ luyến cái chữ T á, qua cái chữ Y thành chữ D tiếng Việt nhẹ. I got it. I got it. Chữ này là chữ Ơ. Nhưng mà bình thường á, người ta bỏ dấu quyền là thành chữ Ờ ha. Và cái chữ này cũng vậy. Mình cũng luyến cái chữ T này nè, qua cái chữ Ơ á, thành chữ D tiếng Việt nhẹ. I got it a while ago. Chữ này là I. Cái chữ W đó mình gắn với là why. Và mình đá lưỡi chữ L là while. Okay. I got it a while ago.
But I haven't read much. Chữ này là chữ ơ nè, chữ này là ô. Mà dấu nhấn á, bé xíu nào vào đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ô. Và mình gắn cái chữ g vào là ago. But I got it a while ago. But I haven't wanted much. Nhưng mà mình không có mang nó thường. You really like it? Bà bạn thích lắm hả? Ok. Dấu mũ á, với chữ T là chữ X. Chữ B á, mình gắn vào là chữ but. Chữ này là I. Cái này là haven't wanted much. Haven't. Chữ này là L. Chữ E với chữ N là chữ earn hả? Mà dấu nhấn á, bé siêu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là L on. Và chữ H thì mình đưa cái hơi ra how. Và mình gắn cái chữ V là vần haven. Anh N với T thì T câm cũng được ha mọi người. Haven và đói. Cái chữ T này nè, mình luyến qua chữ I á, thành chữ D tiếng Việt nhẹ luôn ha. But I haven't worn much. Worn it much. Và mình không có đeo nó thường. Ok. Cái chữ worn này là V3 của chữ wear ha mọi người ha. C ngược 200. À ok, một hồi tới cái chữ này nữa anh sẽ nói cho nha Hảo nha. Ok. C ngược 2 chấm là O hạch má. Cái chữ W mình gắn là war. Cái xong rồi mình cong lưỡi chữ R war. Và mình đáp lưỡi chữ N warn. Chữ này chữ Y, mình đáp lưỡi chữ T lên. Một hồi khi mà mình nói nhanh á, thì mình luyến cái chữ N với cái chữ Y và warn it. But I haven't warn it much. Chữ này là chữ Ơ. Chữ M cái mình gắn vào là chữ M. Và mình tống cái hơi chữ T gọi là much. But I haven't wanted much. Ok. You really like it? Bạn thích lắm hay? Ok. Cái chữ U á, thì mình chu cái môi ra. Chữ G á, mình gắn vào là chữ you. Really like it. Chữ này là chữ Y nè. Chữ này là chữ Ơ. Và chữ này là chữ Y. Mà cái dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền. E, O, E. Cái chữ R thì mình chu cái môi ra. Re. Mình gắn cái chữ R và mình gắn cái chữ L là really. Really, you really like it. Chữ này là I. Và mình gắn cái chữ L và like. Mình gắn cái chữ K và like. Cái chữ Y á, cái mình đá lựa chữ T là add. Và một hồi mình sẽ luyến cái hơi á, chữ K vào cái chữ E luôn. Like it. You really like it. Ok. Và mình đi từ từ mình gác vào sau nào. I got it a while ago. I got it a while ago. Mình mua nó cũng được một 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 khoảng thời gian rồi. Ok. But I haven't wanted much. Nhưng mà mình nó không có đeo nó thường. You really like it? Bạn thích lắm hả? Ok. Rồi, bây giờ mình lưu câu đấy nhỉ. Yeah, and it's beautiful. Yeah, it's beautiful. Đúng rồi, nó rất rất là đẹp luôn. Is it white gold or silver? Là nó là bằng vàng trắng hay là bằng bạc vậy? Ok, yeah, and it's beautiful. Đúng rồi, nó rất là đẹp luôn. Yeah, it's beautiful. Is it white gold or silver? Silver. Silver. Ok. Chữ này là chữ E nè. Cái chữ giờ cái mình gắn qua là chữ yeah. Và mình gắn cái chữ ơ vào là yeah ơ. Nhưng mà bình thường á, chữ này người ta nói là yeah. Người ta sẽ bỏ dấu quyền ở phía sau. Yeah. And it's beautiful. Chữ này chữ Y nè. Cái mình gắn cái lưỡi chữ T lên S. Mình gắn cái chữ sau sẽ đọc là S. Beautiful. Ok. Ok, anh sẽ đi chậm lại xíu cho mọi người nha. Ok. Cái chữ này là chữ U nè. Cái chữ này là chữ ơ. Cái chữ này là chữ ơ. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là u ờ ờ u ờ ờ. Và mình gắn cái chữ giờ vừa là u.
mình gắn cái chữ bờ là pew pew pew. Cái chữ T này mình biến thành chữ the tiếng Việt, pewter, pewter. Và mình gắn cái chữ alpha và beautiful. Và mình sẽ đá lùi chữ L là beautiful, beautiful. Yeah, and it's beautiful. Cái chữ S này á, các bạn cứ đưa hơi nhiều ra các bạn để cho nó chạy qua chữ B luôn. And yeah, it's beautiful. And is it a white gold or silver? Vậy nó là vàng trắng hay là vàng bạc vậy? Chữ này chữ Y nè, mình gắn cho sắc vào là is. Chữ này chữ Y mình đá lùi chữ T lên vòm trên S. Giống như là các bạn nói chữ mệt hoặc là cái chữ ít nhiều á. Và mình luyến cái chữ Z vào chữ Y là is it, is it, is it a white gold? Chữ này là I. Và mình gắn cái chữ W vào là white. Cái chữ T á, mình đá lưỡi lên vòm trên white, gold. Chữ này là O. Cái mình gắn cái chữ G vào là go. Cái mình đá lưỡi chữ L lên gold. Mình gắn cái chữ D vào là gold. Is it a white gold or silver? C ngược hai chấm á, là O hết má. Cái mình cong lưỡi chữ R vào là or. Silver. Chữ này là chữ Y nè. Chữ này chữ Ơ mà nó có cái ngoéo, có nghĩa là nó tích hợp chữ R á sẵn rồi ấy. Nhưng mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền, có nghĩa là ear, ear. Thì cái chữ S á, mình gắn vào là seal. Cái mình đá lưỡi chữ L, seal, seal, ok. Cái chữ L á, thì cái đầu lưỡi mình ở phía sau của cái răng và nướu ha. Giống như là các bạn nói chữ lả lướt ấy. Ha, lả lướt, seal. Cái mình gắn cái chữ V vào silver, 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 ok. And yeah, and it's beautiful, ok, nó rất là đẹp luôn. And is it white gold or silver? Vậy nó là vàng trắng hay là vàng bạc vậy? Ok. Rồi. Ok. À cái chỗ này ha, cái chữ này là chữ này là chữ y này Yến, mình gắn cái sắc vào là ears. Chữ này chữ y, cái chữ T mình đá lưỡi lên vòng trên ear và mình luyến cái chữ Z và chữ y là ears, 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 ears. Ok. Is it a white gold or silver? Rồi. Bây giờ mình đưa con này nhỏ. Is white gold. And is white gold. White gold ở đây mình có đi rồi ha. Chữ này chữ y nè. Cái mình gắn cái chữ T á, mình đá lưỡi lên vòm trên S. Và mình gắn cái chữ S vào là S. S, white gold. Chữ này là I, gắn cái chữ W vào là Y. Chữ T mình đá lưỡi lên vòm trên white, gold. Chữ này O. Chữ G ra, ok. Gold, cái mình đá lưỡi chữ L lên gold. Mình gắn cái chữ T vào là gold. S, white gold. Ok. Ok, anh sẽ cố gắng live sớm hơn nha, tại bình thường á, anh kết thúc lớp á, là khoảng 10 giờ 15, là 10 giờ hoặc là 10 giờ 15. Cho nên là ok, để hôm nay anh sẽ tranh thủ live sớm hơn ha. Ok. Rồi. Bây giờ mình đi lướt câu như này nha. Where did you buy it? Bạn mua nó ở đâu vậy? Where did you buy it? Where did you buy it? Bạn mua nó ở đâu vậy? Chữ này là chữ E nè. Cái chữ W á, mình gắn vào là chữ where. W-E-R, where. Cái mình cong lưỡi chữ R lên là where did you buy it? Ok. Okay. Chữ này chữ Y nè. Cái chữ D mình bật lưỡi tiếng Anh lên dead. Và cái mình gắn cái chữ D là dead. Chữ này chữ U á, thì mình chu cái môi ra. Cái chữ Y cái mình gắn vào là chữ U. Và cái chữ D mình tống hơi qua chữ U luôn. Where did you? Where did you? Where did you buy it? Chữ này là chữ I. Cái chữ B mình gắn vào là chữ buy. Chữ này chữ Y, cái mình đá đầu lưỡi lên. Buy it. Where did you buy it? Bạn bạn mua nó ở đâu vậy? Ok. Rồi. Bây giờ mình đi lướt cái câu này nhỉ. Ok. My boyfriend, bạn trai của mình á. My boyfriend took me to the shop. Ok, dẫn mình tới cái một cái cửa hàng á, trên là shop, and he let me pick it out.
Và anh ấy cho mình chọn. And he let me pick it out. Và anh ta cho mình chọn hả? Okay. Rồi. My boyfriend took me to the shop. Bạn trai của mình á. Okay. Dẫn mình đến cái cửa hàng tên là Sean. Và he let me pick it out. Và anh ta cho mình chọn. Okay. À, những cái buổi live á, anh có up lại á. Okay. Phong lên trên link bio TikTok á. Phong thấy á Phong. Ha. Okay. Rồi. Chữ này là I. Cái chữ M á mình gắn với là my boyfriend. Chữ này là oi. Chữ E với chữ N là chữ N ha. Mà dấu nhấn á, bé xíu á nằm ở đây nè. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ lỗi ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu nguyên. Oi and, oi and. Cái mình gắn với chữ B là boy. Cái chữ R á, mình thu cái môi ra rant. Và mình gắn cái chữ áo là friend, friend, boyfriend. Và mình gắn cái chữ đeo là boyfriend, my boyfriend, my boyfriend took me to the shop. Chữ này chữ U mình không có chu môi. Cái chữ T á, mình bật đầu lưỡi giữa hai răng á, mình gắn vào t, t, t. Và mình gắn cái chữ K là took, took. Okay. Chữ K thì mình bật cái hơi ra took. Okay. And my boyfriend took me to the shop. Chữ này chữ Y nè. Chữ M ra mình gắn với là chữ Mi. M, I, Mi. Chữ này chữ U á, thì mình trừ cái môi ra. Chữ T á, mình bật lưỡi giữa hai răng mình gắn vào T, T, T. Ok. The shan. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ D á, mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rụt. Z. Nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu quyền thành chữ Z ha. Shan. À, cái chữ này nó chưa phiên âm ha mọi người ha. Ok. Rồi. And he let me pick it out. Chữ E với chữ N là chữ N. Nhưng mà bình thường người ta bỏ dấu quyền thành chữ N nhá. Chữ này chữ Y nè. Chữ H cơ mình đưa cái hơi ra. He let me pick it out. Chữ E với chữ T là chữ S. Chữ L mình gắn vào là chữ let. Chữ này chữ Y. Chữ M mình gắn vào là chữ me. Pick it out. Chữ này là chữ Y nè. Chữ B mình bật cái hơi gắn vào p, p, p. Và mình gắn cái chữ cao là pick. Chữ này là chữ Y. Chữ T mình đá lưỡi lên vòng trên it. Và mình luyến cái hơi chữ K vào cái chữ E. Pick it, pick it. Chữ này là out. Và cái chữ T mình đá lưỡi lên vòng trên out. Còn cái chữ T này mình sẽ luyến qua chữ out thành chữ D tiếng Việt nhà. Pick it out, pick it out. Ok, rồi. Bây giờ mình cứ đi lướt lại nhé. My boyfriend. My boyfriend. My boyfriend took me to the shop. Bạn trai của mình dẫn mình tới một cái cửa hàng shop. My boyfriend took me to the shop. And he let me pick it out. Và anh ta cho mình chọn á. Ok. Rồi, bây giờ mình lướt cái này nhé. That's so sweet. Ok, quá là ngọt ngào luôn. That's so sweet. Ok. Rồi. What was the occasion? Ủa, nhưng mà là nhân dịp gì vậy? Ok. What was the occasion? Nhân dịp gì vậy? Ủa, nhưng mà dịp gì vậy? That's so sweet. Rất là ngọt ngào luôn. What was the occasion? Nhưng mà, ok. Nhưng mà dịp gì vậy? Ok. Rồi, chữ này là L. Và cái chữ D đó mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình em rụng. That. Cái chữ T mình đá lưỡi lên vòng trên giữa là that. Và mình gắn cái chữ S sẽ đào vào that's. That's. Ok. Rồi. Oh, ok. Thank you dịch. Cảm ơn dịch nha. Chữ này là O. Oh. Và mình gắn cái chữ S sẽ đào vào là so. That's so. Thì hai cái chữ S này các bạn gặp lại các bạn nói là một thôi. That's so. Sweet. Chữ Y với chữ T là chữ X. Y to X. Tiếng Việt mà ghép vần được các bạn cứ ghép thẳng vô. Chữ W mình gắn vào là chữ with. Và mình gắn cái chữ S vào là sweat. Sweat. And that's so sweat. Rất là ngọt ngào luôn. And that's so sweat. Ok. And what was the occasion? Ủa nhưng mà nhân dịp gì á? Chữ A hai chấm là chữ O. Cái mình gắn với chữ T là chữ odd. Cái chữ W mình gắn vào là chữ what? Odd to odd.
giống như các bạn nói là việc lót ấy. Đó. Tiếng Việt mà mình ghép vần được, các bạn cứ ghép thẳng vào. A hai chấm là chữ O, cái chữ W mình gắn vào là chữ War, và mình gắn cái chữ Z vào là Wars. Hoặc là cái chỗ này các bạn nói thành chữ Words cũng được nha. Chữ O hay là chữ O đều được. What was the occasion? Chữ này chữ Y nè. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung. Z. Ok. À ok, cảm ơn bạn Cao. Nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu quyền là thành chữ gì nha. What was the occasion? Chữ này á, ok. Chữ này chữ ơ nè, chữ này là A. Chữ ơ với chữ N là chữ N. Mà dấu nhấn á, bé xíu nó nằm ở đây nè. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là ơ, A, N. Ờ, A, N. Thì cái chữ K mình bật cái hơi vào K, K. Ok. Cái mình gắn cái chữ J vào J. Occasion. Occasion. And what was the occasion? Cái chữ Z này là các bạn liếng vào chữ D ha. Cái chỗ này nó hơi bị khó liếng ha. What was the các bạn luyến làm sao cái chữ Z cái nó qua cái chữ G nó liền mạch ha, chứ không thôi nó bị ngắt ở giữa. What was the là mình đã bị ngắt ở giữa rồi. What was the occasion? Ok, rồi bây giờ mình đi từ từ mình ghép vào thế nào. And that's so sweet, rất là ngọt ngào luôn. That's so sweet. Ok. And what was the occasion? Ok. Ủa nhưng mà nhân dịp gì vậy? Ok. Rồi. Ok. Rồi mình đi lúc này nha. That's the best part. Ok. It wasn't for anything special. Ok. Đó. Đó chính là cái phần tuyệt vời nhất á. Đâu có dịp gì đặc biệt đâu. Ok. Đó chính là cái phần mà tuyệt vời nhất á. Đâu có cái dịp gì đặc biệt đâu. That's the best part. And it wasn't for anything special. Đâu đâu có dịp gì đặc biệt đâu. Ok. Chữ này là L. Chữ D mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép rung. There. Cái mình đá lưỡi chữ T lên that. Mình gắn cái chữ sau xe đạp vào. That's the best part. Chữ này chữ ơ nè, chữ đờ mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình ép luôn giờ. Nhưng mà bình thường chữ này người ta bỏ dấu nguyên thành chữ giờ nha. Ok, that's the best part. Chữ này chữ e nè, chữ bờ mình gắn vào là chữ be, cái mình gắn chữ e vào là best, mình gắn chữ t vào là best. Ok, đó là part. E hai chấm là chữ o, cái chữ bờ mình bật hơi mình gắn vào p, p, p. Cái mình cong lưỡi TR lên là part, và mình gắn cái chữ T vào là part. Mình đi từ từ mình ghép vào that. Cái chữ S này các bạn đưa cái hơi nó nhiều á, thiệt là nhiều ra, và mình luyến qua chữ D luôn. That's the past part. Khi mà mình nói là past part thì cái chữ S thì cái chữ T này các bạn á, cho nó ẩn đi ha. Ok, và mình luyến cái chữ S này á, thẳng qua cái chữ P luôn. That's the past part. Ok. Hả? Rồi. Bây giờ mình đi lướt con này nha. And it wasn't for anything special. Đâu đâu có gì đặc biệt đâu. Đâu phải là dịp gì đặc biệt đâu. Chữ này chữ Y nè. Cái mình đá lùi chữ T lên it. Cái này là wasn't. A hai chấm là chữ O. Chữ O với chữ N là chữ N. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Có nghĩa là o n o n. Thì cái chữ w mình gắn vào là wa, cái z chữ z mình gắn vào là zen là wasn wasn, và nt thì t câm mọi người ha. Ok, and it wasn't for anything special. Ok, c ngược hai chấm là o hấp má, chữ f mình đưa cái hơi nhiều ra for, cái sau đó mình cong lưỡi chữ r là for. And it wasn't for anything special.
anything. Chữ này là chữ e nè, chữ này chữ y, chữ này chữ y mà dấu nhấn á, bé siêu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả bên em còn lại mình bỏ dấu quyền e i i e i i, cái mình gắn cái chữ n và là any. Cái chữ s cái mình đưa lưỡi qua sữa hai răng mình thổi hơi anything, cái mình ngân cái chữ ngờ là anything anything, and it wasn't for anything special, đâu có dịp gì đặc biệt đâu. Special, chữ này là chữ e nè, chữ này là chữ ờ mà dấu nhấn á, bé xíu nào mà đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền e ờ e ờ, thì cái chữ bờ mình bật cái hơi vào pa pa pa, mình gắn cái chữ sa sa đào và spare spare, cái mình gắn cái chữ sa nặng và special special, cái mình đá lưỡi chữ l lên special special, and it wasn't for anything special. Ok rồi, bây giờ mình đi từ bước từ từ nhé. That's the best part. Ok, đó đó là cái phần tuyệt vời nhất, đó là cái đó là cái chỗ hay nhất luôn á. Ok, đó là cái chỗ hay nhất luôn á. Ok, that's the best part. It wasn't for anything special. Không có dịp gì đặc biệt hết trơn á, mà anh ấy vẫn tặng quà cho mình. Ok, rồi. He just wanted to buy me something. Anh ấy chỉ muốn mua cái gì đó cho mình thôi. He just wanted to buy me something. He just wanted to buy me something. Chỉ là anh ấy muốn tặng cái gì đó cho mình thôi. He just wanted to buy me something. Chữ này là chữ y, chữ h cái mình đưa cái hơi vào. He just. Chữ này chữ ơ nè, cái mình gắn cái chữ ch vào thì là chữ ch. Cái mình gắn cái chữ f là trust, mình gắn cái chữ t là trust. He just wanted to buy me something. Wanted. A hai chấm á, là chữ o, chữ này là chữ y mà dấu nhân á, bé siêu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả nguyên âm còn lại mình bỏ dấu quyền, có nghĩa là on ear, on ear. Thì cái chữ w mình gắn vào là one, cái chữ t mình bật đầu lưỡi giữa hai răng mình gắn vào tear, one tear, và mình đá lưỡi chữ d tiếng Anh lên wanted, wanted. He just wanted to buy me something. Chữ này chữ u thì mình chu cái môi ra, chữ t mình bật đầu lưỡi giữa hai răng mình gắn vào t t to buy me something. Chữ này là I, mình gắn cái chữ b và là buy. Ok, và chữ này chữ y nè, chữ m mình gắn vào là to me something. Ok rồi, cái chữ that hả, chữ này l, chữ d mình đưa lưỡi ra that, gắn cái chữ t vào that, gắn chữ f vào that. Ok, cái chữ này á là nó ok, cái chữ này á các bạn bật lưỡi á, cái chữ bật lưỡi chữ d tiếng Anh ha, và các bạn tống cái hơi chữ chờ ra ch ch. Ok, các bạn bật lưỡi chữ d tiếng Anh á, ví dụ các bạn nói là đu đủ, đu đủ, cherished. Ok hả, huh? Rồi, something, dấu mũ á, với chữ m là chữ âm ha, cái chữ này là chữ y mà dấu nhẫn á, bé siêu nằm ở đây thì nguyên âm bên tay phải nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy em còn lại mình bỏ dấu quyền âm y, âm y, và cái chữ sờ sẽ đạp mình gắn vào là some. Cái chữ sờ cái mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình hỏi hơi something, cái mình ngân cái chữ ngờ lên something something. Ok, mình đi từ từ mình gáp vào sau nào. And he just, cái chữ t này các bạn có thể bỏ qua một bên cũng được, để mình lướt cái chữ s qua với chữ wanted đó, cho nó mượt mà. He just, and he just wanted to buy me something. Anh ta chỉ muốn mua cái gì đó cho em thôi. Ok, he just wanted to buy me something. Ok, rồi. Bây giờ mình đi lướt cái câu này nhé. And you
are là you're so lucky. Ok, bạn rất là may mắn luôn. And you're so lucky. You're so lucky. And you're so lucky. Chữ này chữ ua, mình không có chữ mồi. Cái chữ giờ ra mình gắn vào là your. Cái mình cong lưỡi chữ R lên. Your. Chữ này là oh. Và mình gắn cái chữ sau sẽ đọc là so. And you're so lucky. Chữ này là chữ ơ nè. Chữ này là chữ y. Mà dấu nhấn á, bé xíu cái nào mà đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề của dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả, ok. Còn lại bỏ dấu quyền có nghĩa là ơ y. Ơ y. Thì mình gắn cái chữ l vào là lơ. L, ơ lơ. Cái mình bật hơi chữ ca ra kỳ. Ok. Lucky. Lucky. And you're so lucky. You're so lucky. Bạn rất là may mắn luôn á. Ok, and you're so lucky. Rồi. Bây giờ mình lựa con này nha. If he bought you something for no special day. If he bought you something for no special day. Nếu như mà không có dịp gì đặc biệt á, mà anh ấy đã tặng quà cho bạn rồi. Ok, if he bought you something for no special day. Không có gì đặc biệt hết trơn á, mà anh ấy đã mua quà tặng cho bạn rồi. Thì á, không biết là tới dịp sinh nhật anh ấy còn tặng cho bạn cái gì nữa ha. Ok. Chữ này chữ y nè. Cái mình gắn sẽ áo vào là elf. Chữ này chữ y. Chữ h cái mình đưa cái hơi ra. He bought you. A hai chấm là chữ o. Mình gắn với chữ t là chữ odd. Cái chữ bờ mình gắn vào là chữ bờ. You. Chữ này chữ u thì mình chu cái môi ra. Chữ giờ mình gắn vào là chữ you. Một hồi vậy mình sẽ luyến cái chữ t qua cái chữ you luôn. If he bought you something for no special day. Something. Dấu mũ với chữ m là chữ âm á. Chữ này là chữ y. Mà dấu nhấn bé xíu ở nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Âm ìa, âm ìa. Thì cái chữ S đó mình gắn vào là some. Cái chữ S đó mình đưa lưỡi qua giữa hai răng mình thổi hơi something. Cái mình ngân cái chữ ngờ lên something. Something if he bought you something for no special day. C ngược hai chấm là O hợp má. Cái chữ F đó mình đưa cái hơi nhiều là for. Cái mình cong lưỡi chữ R for no special day. Chữ này là oh. Và cái chữ N mình gắn vào no special day. Chữ này chữ E nè. Chữ này chữ E. Mà dấu nhấn á, bé xíu nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề dấu nhấn sẽ nói ngang không bỏ dấu. Tất cả mấy âm còn lại mình bỏ dấu quyền. Ok. E, O. Mình gắn cái chữ bờ bật hơi ra. Ok. Pair. Và mình gắn chữ A vào spell. À, cái anh đang hướng dẫn cho mọi người là anh Mỹ ha. Ok. Anh Mỹ thì mình nói á, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó có những chỗ nó dễ nói hơn. Ha. Rồi mình gắn cái chữ S nào là special. Và mình đá lưỡi chữ L lên special day. Chữ này là A. Và cái mình bật cái lưỡi chữ D lên day. Rồi, mình gắn từ từ vào elf. Cái gì elf á, mình đưa cái hơi á, dài ra cái đá ba qua chữ hi luôn. Elf. If he bought you. Cái chữ T mình luyến qua chữ U. If he bought you something for no special day. If he bought you something for no special day. If he bought you something for no special day. Nếu như mà hả không có dịp gì đặc biệt á, mà anh ta đã mua cái này cái kia tặng cho bạn rồi thì không biết là nhân dịp sinh nhật á thì anh ta còn mua cái gì tặng cho bạn nữa ha. Ok. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nha mọi người ha. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều đã tập luyện chung đến giờ phút này ha. Các bạn có thể xem lại live ở trên link bên TikTok ha. Hoặc là các bạn có thể vào group Zalo á. Anh có gửi mấy cái này á, các bạn về tập thêm cũng được ha. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye mọi người. Bye bye.
Okay, bye bye nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Okay. BB BB. Okay, cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Bye bye nha.